Theo đó, chi cục sẽ hỗ trợ chi phí giúp cơ sở trang trại phân tích mẫu đất, nước, phân tích sản phẩm, đồng thời tập huấn tư vấn thực hiện và cấp giấy chứng nhận việc gáp lần đầu. Các cơ sở được chi cục hỗ trợ theo ưu tiên về diện tích, quy mô sản xuất cũng như chủng loại cây trồng phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Dự kiến sẽ có 64 cơ sở được hỗ trợ tăng số lượng diện tích đất được canh tác theo tiêu chuẩn việc gáp.